Kính thưa chủ tọa phiên họp, kính thưa Quốc hội, tôi xin tham gia một số nội dung góp ý xây dựng dự thảo luật cán bộ công chức và luật viên chức. Nội dung thứ nhất, về hình thức kỷ luật giáng chức mà chính phủ trình hai phương án và được quy định tại điều 79 của luật cán bộ công chức. Tôi ủng hộ phương án 1, tức là bỏ hình thức kỷ luật giáng chức đối với công chức tại khoản 1 điều 79 thay bằng hình thức kỷ luật cách chức bởi những lý do sau đây. Lý do thứ nhất, để đảm bảo tương ứng với 4 hình thức xử lý đảng viên là khiển trách, cảnh cáo, cách chức, khai trừ thì đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo quản lý có 4 hình thức là khiển trách, cảnh cáo, cách chức, buộc thôi việc. Lý do thứ hai, việc áp dụng hình thức giáng chức dễ dẫn tới chỉ tình trạng nể nang, né tránh, không đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật. Lý do thứ ba, quy định về hình thức kỷ luật giáng chức sẽ xung đột với việc bố trí công chức theo vị trí việc làm bởi hình thức giáng chức thực chất là bổ nhiệm vào vị trí chức vụ thấp hơn, trong khi vị trí đó đã xác định đủ số lượng lãnh đạo quản lý. Hơn nữa, người bị xử lý kỷ luật giáng chức mà vẫn công tác trong cơ quan cũ hay trong lĩnh vực chuyên môn cũ sẽ gây khó khăn cho người lãnh đạo mới và trong thực thi nhiệm vụ và tham mưu. Về nâng ngạch công chức, nâng hạng viên chức, đề nghị chính phủ bổ sung làm rõ hơn trong luật điều kiện cụ thể áp dụng hình thức xét nâng ngạch để tránh hình thức dẫn đến không đảm bảo chất lượng trong nâng ngạch, nâng hạng công chức và viên chức. Tôi xin nêu thí dụ điển hình về tính hình thức khi xét nâng ngạch, nâng hạng công chức, viên chức là điều kiện phải có chứng chỉ tin học và ngoại ngữ. Thực tế, việc thông thạo ngoại ngữ, công nghệ là phục vụ trong công việc đang đảm nhiệm. Nếu công chức viên chức có năng lực thực sự thì buộc phải tự bồi dưỡng cho mình trình độ công nghệ, tin học và ngoại ngữ mới có thể đáp ứng được xu hướng hội nhập và sự bùng nổ của công nghệ hiện đại. Và thể hiện ở mức độ hoàn thành công việc, thành tích xuất sắc trong công việc. Như vậy, quy định phải có chứng chỉ ngoại ngữ tin học có thực sự cần thiết hay không? Mặt khác, việc quy định như vậy khiến cho công chức viên chức đi học các khóa đào tạo ngắn hạn gây tốn kém mà chỉ với mục đích đạt được các chứng chỉ cho đủ điều kiện và sau đó thì không sử dụng tới. Tôi cho rằng để có được chất lượng thực sự phải qua quá trình rèn luyện lâu dài chứ không phải chỉ qua khóa đào tạo ít ngày. Hơn nữa, việc lượng lớn công chức viên chức tham gia các khóa đào tạo gây quá tải cho các trường được giao nhiệm vụ đào tạo, cấp chứng chỉ dẫn tới các trường đó không thể đảm bảo chất lượng cho học viên được.